Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay con sẽ giới thiệu một loại thuốc thảo mộc gia truyền, đó là bảo cốt xuân, chuyên chữa trị cho các bệnh viêm khớp như viêm đa khớp, khô khớp, viêm khớp dạng thấp, đau vai gáy, đau thần kinh tọa, đau thần kinh liên sườn, đau nhức tê mỏi chèn ép dây thần kinh do thoái hóa gai đôi thoát vị nhĩ đệm. Mọi người có thể đặt mua tại số điện thoại 0972 311 494 để được tư vấn hỗ trợ.